Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vụ việc, sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự về quá trình gây án của đối tượng và các biện pháp nghiệp vụ điều tra của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang trong vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Giang 2. Vào khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 1, một đối tượng bịt khẩu trang đi xe máy đến phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Giang 2. Tại đây, đối tượng dùng một khẩu súng và một hộp bom đe dọa nhân viên ngân hàng, lấy tiền trong két, cho vào túi đưa cho hắn. Sau khi lấy được tiền, đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát với số tiền cướp đi là 1,1 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, phong tỏa hiện trường để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm manh mối, dấu vết phạm tội của đối tượng. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra thành phố Bắc Giang. Được dưới sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc, đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra đã thành lập ban chuyên án và phân công cụ thể với từng lực lượng, phòng cảnh sát hình sự làm những cái việc gì, công an thành phố làm những cái việc gì, kỹ thuật hình sự bắt tay vào việc để xác định, phân loại các cái dấu vết, các cái tài liệu của đối tượng để lại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự nỗ lực điều tra, truy xét của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang. Đến trưa ngày 27 tháng 1, hơn 20 giờ sau khi xảy ra vụ án, lực lượng Công an tỉnh đã xác định nghi phạm là Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1983. Tiếp tục đấu tranh đến 10 giờ ngày 28 tháng 1, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai, cơ quan điều tra đã thu giữ khẩu súng bắn bi dùng để gây án, cùng với 900 triệu tiền tang vật đối tượng giấu trong cốp xe ô tô và chôn giấu tại vườn nhà mẹ vợ, chiếc biển số cùng với chiếc xe máy gây án. Có một cái khoản nợ 350, đấy là cái khoản nợ vay cố định và cái nhà đứng tên em ấy. Cái khoản đó thì em không có ý định cướp về để trả. Thế cái đó là em sẽ làm em trả bình thường, tại vì cái đó là vay đáo hạn ngân hàng bình thường. Thế còn chủ yếu là những cái nợ bên ngoài lặt vặt nó vào khoảng gần 300 triệu. Từ vụ cướp ngân hàng trên cũng cho thấy công tác đảm bảo an ninh tại các phòng giao dịch vẫn còn nhiều hạn chế. Các đối tượng gây án ngày càng manh động với thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi. Thông qua các cái vụ án như thế này thì chúng tôi sẽ tham mưu và phối hợp cùng với ngân hàng để có những cái phối hợp tập huấn cho cán bộ công nhân viên cũng như là các lực lượng xung quanh ở khu vực mà những nơi mà giao dịch giữa nhiều tiền và vàng. Từ đó để có các cái biện pháp vừa phòng ngừa xã hội và đặc biệt với ngành công an để phòng ngừa nghiệp vụ. Việc phá thành công chuyên án cướp ngân hàng sau hơn 20 giờ gây án không chỉ cho thấy bản lĩnh, trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Bởi đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang và được dư luận rất quan tâm.